about our time together. When the night is over, my life is over. My name's Gavin. Welcome to my fitness channel. Channel của mình. Thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì mình tên là Bảo, mình làm YouTube video về fashion, fitness và lifestyle. Thì bây giờ hôm nay là thứ hai. Thì thứ hai một ngày rất là bận rộn đối với mình. Mình có đi việc làm, mình phải đi học, mình phải đi làm, phải đi tập gym nữa. Thì bây giờ là 8 giờ, mình dậy lúc 7 giờ rưỡi. Thì sau khi chuẩn bị đánh răng rửa mặt xong thì bây giờ là 8 giờ. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm bữa sáng. Thì nhân tiện đây mình muốn chia sẻ với các bạn bữa ăn sáng của mình. Đây là bữa sáng mình ăn hầu hết là trong tất cả những cái ngày trong tuần, là từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật thì mình ngủ nướng một tí, thì mình dậy thì mình ăn trưa luôn. Nhưng mà đây là bữa sáng rất là cần thiết. Nhân tiện đây Bảo sẽ muốn chia sẻ cho các bạn xem là Bảo sẽ ăn cái gì. Thì chắc các bạn cũng tự hỏi cái ly này là ly gì. Thì Bảo muốn chia sẻ với các bạn luôn, đây là bữa ăn sáng của Bảo. Thì hôm nay Bảo muốn chia sẻ với các bạn một công thức làm bữa sáng rất là nhanh, rất là tiện lợi và đầy đủ tất cả những chất dinh dưỡng mà các bạn cần thiết trong một ngày. Thì đây gọi Bảo, đây là có cái smoothie, có nghĩa là cái ly sinh tố. Thì ly sinh tố này Bảo, như các bạn đã thấy ở video vừa rồi, thì Bảo trộn hai quả lòng trắng, hai quả trứng, một ít lòng trắng trứng. Sau đó vào mùa sau một ít protein powder, bơ đậu phộng, và thành phần quan trọng nhất đó chính là bột yến mạch. Thì lý do mà Bảo bỏ tất cả những thứ các bạn Bảo kể trên vào trong cái ly sinh tố và xay nó lên, thì thứ nhất là rất là tiện lợi, là các bạn có thể bỏ tất cả những thứ các bạn vào đây xay lên mà không cần phải nấu gì hết, không cần phải nấu yến mạch, không cần phải nấu trứng, không cần phải bỏ shake, bỏ bột protein vào trong ly shake lên uống, rất là mất thời gian. Thay vì vậy thì các bạn bỏ hết tất cả những cái thứ các bạn cần vào trong cái ly này, bỏ thêm đá vào xay lên thì giống như một ly sinh tố kem vậy. Và nếu các bạn đang vội đi học hoặc đi làm thì các bạn có thể đổ vào trong cái ly và uống trong quá trình các bạn chạy đến trường. Rất là tiện lợi và rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Yếu tố thứ hai mà Bảo muốn nói đến đó là chính là yếu tố dinh dưỡng, cũng là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là dành cho những các bạn đang tập tạ và tập gym. Thì như các bạn đã biết, trong quá trình các bạn ngủ thì cơ thể các bạn tiêu hóa tất cả những thứ đồ ăn mà các bạn ăn vào đêm hôm qua rồi. Thì lúc các bạn ngủ dậy thì cơ thể các bạn rất là cần những thứ dinh dưỡng giống như là protein, calorie, fiber và carb để mà chuyển hóa những thứ đó thành năng lượng để phục vụ các bạn trong một ngày. Thì bởi vậy mà rất khó là để mà ăn những thứ đó trong một bữa sáng. Thì đó là lý do tại sao các bạn đưa tất cả những thứ đó vào trong cái ly xay sinh tố này và xay lên và uống một lần. Đó là cách mà các bạn nạp đủ năng lượng trong một ngày trong một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất. Thì tùy mỗi người thì sẽ có một số đo khác nhau. Như Bảo đây thì sẽ là cao 1m78, nặng khoảng 80kg. Thì từ đó Bảo sẽ xác định được là bữa sáng của Bảo cần bao nhiêu calorie, cần bao nhiêu protein và bao nhiêu carb. Thì mỗi người sẽ có một số đo khác nhau. Thì các bạn nên tìm ra được số đo macro của các bạn là bao nhiêu để mà tìm ra một bữa sáng, một lượng bữa sáng protein, calorie và carb cho bữa sáng thích hợp nhất cho mình, để mà trong một ngày đó các bạn đầy đủ năng lượng để mà
đi tập gym hoặc làm những việc khác. Ok, sau khi ăn bữa ăn sáng thì Bảo sẽ sửa soạn để chuẩn bị đi học. Thì trước lúc đi học, lúc nào Bảo cũng chuẩn bị bữa cơm để đem trường ăn, ăn trong lúc nghỉ giải lao. Thì hôm nay Bảo chuẩn bị một bữa cơm gồm có gà, khoai lang và cơm. Okay, bây giờ Bảo đang trên đường tới trường. Thì hôm nay là thứ hai, ngày hôm nay thứ hai và ngày thứ tư thường là ngày bận nhất trong tuần, tại vì phải đi học, đi làm mà còn phải đi tập gym nữa. Thì thường thường là Bảo không có thích nghỉ tập vào những ngày trong tuần, thường thường Bảo nghỉ tập vào những ngày cuối tuần thôi. Thì lịch hôm nay là đi học, Bảo có hôm nay ở trường có 3 lớp, thì sẽ học tới khoảng 4 giờ và sẽ đi tập tới 5 giờ rưỡi. Và sau đó sẽ đi làm từ 6 giờ cho tới 10 giờ đêm. Và lại bận điệu. Đi học rồi còn bị kẹt xe nữa. Chắc hôm nay đi học trễ quá rồi. Một điều mà Bảo rất ghét về trường UTD của Bảo là chỗ đậu xe, là tất cả, mặc dù tất cả học sinh được yêu cầu là phải mua cái sticker này là để mà được đậu xe, nhưng mà rất là khó để tìm chỗ đậu. Hầu như mọi ngày Bảo đi học là hầu như mấy ngày đó là phải chạy vòng để mà tìm chỗ đậu xe, và trong khi là mình trả cho cái sticker này là 250 đồng. Bảo cũng không được chỗ đậu xe. Kẹt xe nữa, thì bây giờ Bảo đang trễ học khoảng 10 phút, thì hy vọng vào thầy không có la. Cuối cùng cũng xong 3 lớp học. Thì bây giờ sẽ đi lấy xe và chạy tới gym, tập xong rồi sẽ đi làm. I remember syrup sandwiches and gram allowances, but this a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Thì nhân tiện đây cho vui thì Bảo có một thông điệp gửi tới một số bạn trẻ ngoài kia. Đùa tí cho vui thôi chứ không có ám chỉ ai hết. Uống rất cao vô cái hơi sung. Ok, bây giờ thì mình đang ở gym Early Fitness. Ok, thì bắt đầu buổi tập chest. Thì lúc nào Bảo cũng warm up shoulder. Thì như video trước mình đã nói, thì lúc tập chest thì shoulder, warm up shoulder là một phần rất là quan trọng. Tại vì trong quá trình các bạn tập chest thì shoulder cũng góp một phần là cho nó giúp bạn đẩy tạ. Thì các bạn nên warm up shoulder trước sau, trước khi tập. Ok, thì này sẽ là set đầu tiên của mình. Thì Bảo đi khoảng 25 pound mỗi bên. Thì đi khoảng 16 cái để mà warm up cái muscle của mình trước khi mình lift nặng hơn. Ok, vô set đầu tiên thì đi khoảng 135 pound, đi khoảng từ 10 tới 12 cái. Ok, set 3 175 pounds. Thì có hai điều Bảo muốn các bạn chú ý. Thứ nhất, đó chính là cái grip tầm của Bảo khá là xa. Thứ hai là cái góc giữa cái tay của Bảo và cái hông của Bảo lúc đi xuống là tạo thành một góc 90 độ thay vì là 45 độ như một số người khác.
Ok, thì từ góc độ này các bạn sẽ thấy rõ là cái grip của Bảo cầm khá là xa nhau, và đồng thời là cái tay, góc độ giữa cái tay của Bảo và cái thân ngược của Bảo là tạo thành gần như một góc 90 độ thay vì là góc 60 độ hoặc 45 độ như một số người khác. Thì lý do Bảo làm vậy là để mà tăng cái độ stretch của cái tạ lên ngực và đồng thời là giảm tối thiểu cái sự ảnh hưởng của vai vào bài tập ngực, làm cho cái điều đó làm cho bài tập ngực này trở nên rất là khó. Đó là lý do tại sao Bảo vẫn giữ mức tạ là 2 dĩa mà thôi. Ok, bài tập tiếp theo là dumbbell press incline bench. Thì bài tập này Bảo sẽ sử dụng y chang phương pháp mà Bảo đi ở bài tập bench press, có nghĩa là tay và người tạo góc 90 độ, và lúc Bảo đưa tạ lên trời thì Bảo sẽ đưa thẳng lên trời chứ không có đưa vào nhau. Thì làm như vậy sẽ giảm tối thiểu cái sự hỗ trợ của vai. Ok, thì set cuối mình đi với 85 pound. Mình thì muốn đi nặng hơn một tí nhưng mà tới lúc này thì đã quá là mệt rồi nên chỉ đi được có 10 rep mà thôi. Ok, thì đây là giai đoạn cuối của bữa tập. Thì như mọi hôm thì Bảo thường thường kết thúc bữa tập ngực với bài dip, nhưng mà hôm nay do thời gian hạn hẹp nên Bảo chọn bài seated chest press để kết thúc bài tập ngực, và superset với bài cable fly. Thì set này là set đầu tiên, đi khoảng 16 rep, hit failure. Ok, thì bây giờ là set cuối cùng của bài tập này. Thì Bảo sẽ sử dụng một technique gọi là drop set. Thì Bảo sẽ cố gắng đi khoảng 6 cái và sau đó sẽ drop quay xuống và cố gắng hết sức đi những rep còn lại, càng nhiều càng tốt. Ok, thì mặc dù thời gian tập không còn nhiều nhưng Bảo quyết định là đi thêm một bài cuối cùng với bài cable fly. Thì đối với bài cable fly này thì các bạn có nhiều góc để chọn để tập. Thì đối với Bảo thì góc tập này là góc tập Bảo thích nhất, tại vì nó tập trung vào phần ngực trên, cũng là phần ngực mà Bảo thấy là đa số mọi người đều thiếu. Thì mục đích của bài tập này là để bơm máu vào trong cái phần ngực trên một cách nhanh nhất và tốt nhất có thể. Thì trong bài tập cuối cùng này thì Bảo sẽ đi mức tạ là 35 pound, là cũng là mức tạ khá nặng, và đi trong vòng 16 reps. Thì giai đoạn này thì Bảo sẽ không cần control gì hết mà sẽ cố hãm hết sức để đi giai đoạn 16 cái. Ok, vậy là mình vừa mới tập ngực xong. Thì bây giờ mình sẽ về nhà tắm rửa chuẩn bị đi làm. Kết thúc cái vlog tại đây. Hẹn gặp các bạn vào vlog lần sau. Bye.